Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một cái kiến thức âm nhạc cũng hết sức là bổ ích, giúp cho các bạn có được tài liệu mình tập luyện mỗi ngày mình chơi nhạc và tiến bộ hơn các bạn ha. Thì hôm nay Tèo muốn chia sẻ các bạn một chút xíu, đó là cái câu chạy piano. Thì cái câu này nó vừa là cái câu luyện ngón của mình, vừa là một cái câu đệm lót trong câu hát, vừa là cái câu để chúng ta có thể soạn được cái intro, soạn được cái gian tấu, soạn được cái ending cho một bài hát luôn. Cái mỗi câu này câu gì mà nghe nó thần thánh quá các bạn ha. Rồi các bạn có xem nhạc nhé. Thực ra cái câu này nó các bạn hết sức đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thường gặp và thường nghe ở trong các cái bài nhạc nhạc trẻ, nhạc nhẹ bây giờ đó. Rồi bây giờ mình tập thử các bạn ha. Ở đây ta sẽ soạn theo cái vòng, ta đánh cái vòng là la. Ví dụ như trong giọng la thứ nha, thì có la thứ nè. Học âm la thứ nha, rồi tới pha trưởng. Tới son trưởng. Rồi tới la thứ lại. Đó cái vòng hợp âm đó các bạn ha. Rồi chúng ta lấy cái câu này, lấy vòng hợp âm này luôn, mình áp dụng và mình soạn cho một số cái bài intro của một số bài. Bây giờ mình tập câu trước các bạn ha. Rồi chúng ta bắt đầu từ ngón áp út là ngón số 4. Các bạn xếp vào nốt C giùm Tèo. Rồi các ngón lại xếp đều vô. Ngón cái xếp vào nốt mì. Như vậy nốt ngón cái và ngón trỏ cách nhau một phím. Rồi ngón áp út là ngay nốt C. Rồi bắt đầu mình tập các bạn ha. Si, đố, si, son, mì. Làm lại đó là phát số 1. Si, đố, si, son, mì. Tới nốt mì dưới này, các bạn bắt đầu chúng ta lại đưa ngón út của mình á, đưa qua nốt đô dưới này. Tức là mình kéo ngón út vào nốt đô dưới này. Đố, si, son, mì. Các bạn nhớ nha, giờ mình làm lại. Si, đố, si, son, mì. Rồi bắt đầu mình đưa cái ngón út, mình kéo ngón út về nốt đô ở phía dưới này, một quãng 8 là nốt đô dưới này nè, đô. Tiếp tục đô, si, son, mì. Như vậy là mình đã có được hai phát đầu, giờ mình làm lại nha. Si, đô, si, son, mì, kéo ngón út về, đô, si, son, mì. Rồi bây giờ đó là mình đánh hai phát đầu, mình đi ngược xuống. Bây giờ tới hai phát tiếp theo mình đi ngược trở lại. Hồi nãy tới mì dưới này đúng không? Bây giờ tiếp tục son, si, đố. Tức là đi ngón nào về ngón đó, đi nốt nào về nốt đó, y chang vậy thôi các bạn. Rồi tiếp tục, mình lòn cái ngón cái qua nốt mi, lòn phía dưới qua nốt mi, mì, son, si, đố. Là mình xong được một ô nhịp vậy đó các bạn. Nói chung mình có mấy nốt ngón xếp y chang vậy thôi. Mình đi xuống rồi đi lên cùng quãng 8, hai quãng 8 như vậy là xong. Làm được từ đầu các bạn nhé. Si, đô, si, son, mì. Kéo út vào nốt đô. Đô, si, son, mì. Rồi giờ mình đi ngược lại. Nãy mình đi tới nốt mi rồi. Không lặp lại mà nha. Tới nốt mi rồi đi ngược lại luôn. Son, si, đô. Cũng ngón y chang như vậy thôi. Rồi bắt đầu mình loạn ngón cái vào nốt mi. Mì, son, si, đô. Là hết một ô nhịp. Rồi qua ô nhịp tiếp theo mình đánh cũng tương tự như vậy. Cũng si, đô, si, son, mì. Y chang vậy thôi các bạn. Son, si, đố, lọt ngón cái qua. Mì, son, si, đố là hết. Rồi qua nhịp tiếp theo cũng tương tự như vậy. Tức là chỉ có một ô nhịp, một câu đó thôi. Mình đánh lặp đi lặp lại nhiều lần các bạn ha. Sau khi mình đánh đã quen ngón tay, bắt đầu mình đánh ghép âm vô. La thứ, chuẩn bị nha. Chuẩn bị la thứ cho cùng lúc nè. Đố, si, son, mì. Son, si, đố. Mì, son, si, đố là hết một nhịp. Tới nhịp tiếp theo mình chuẩn bị pha trưởng, mình vô nốt si tiếp tục giống từ đầu lại nữa. Si, đố, si, son, mì. Đố, si, son, mì. Son, si, đố, mì. Son, si, đố là hết. Tiếp tục qua nhịp tiếp theo mình chuyển hợp âm, nhưng mà cái nốt thì vẫn là cái câu đó thôi, qua son trưởng. Là hết, rồi quay lại la thứ lại. Nói chung là mình chỉ có một câu thôi bạn, nhưng mà mình đánh lặp đi lặp lại nhiều lần, mình sẽ đổi hợp âm. Rồi sau khi mình tập ghép hai tay như vậy, nó nhuần nhuyễn rồi, cuối cùng chúng ta mới mở style đánh thử các bạn ha. Đây tôi chọn tempo khoảng 63 ha, nó chậm chậm thôi. Rồi khoảng đó bạn ha, bắt đầu báo trống mình vô thử nha. Thank you.
là xong các bạn ha. Đó, mình cứ tập như vậy cho thiệt là nhuyễn tay mình trước đã. Rồi sau khi mình đã tập nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ áp dụng cái câu này để mình đưa vào trong cái việc đệm hát như thế nào nè. Đây cũng là một cái câu để mình luyện ngón luôn đó các bạn. Các bạn sau khi đánh ở giọng la thứ này nhuyễn rồi, các bạn sẽ có thể suy ra một số tông mình đánh tập luyện, dù qua rê thứ đi. Các bạn nhớ nha, mình sẽ tập qua một số tông khác nữa để mình nâng cao được cái tay của mình. Rồi, tương tự vậy các bạn ha. Rồi mình chơi là la thứ. Sau khi mình đã tập nhuần nhuyễn xong, bây giờ mình áp dụng vô vào đệm hát nè. Ví dụ như hôm nào mình đi đệm hát, hoặc là các bạn nghe khi bạn soạn nhạc hay làm nhạc beat, và chúng ta có thể lấy cái câu này để mình đưa vào cái intro. Bây giờ tao ví dụ như tao đệm cái bài Nỗi Đau Muộn Màng đi. Mưa rơi, mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Rồi ví dụ như bài đó, bây giờ tao sẽ soạn cái intro riêng, phong cách riêng của tao. Tèo sẽ lấy cái đoạn cái câu piano đầu nè. Đó, tèo rải trước 4 đô nhịp. Rồi sau đó bắt đầu tèo sẽ lấy cũng là cái vòng hợp âm đó, nhưng mà tèo đổi tiếng khác để tèo đánh, tèo soạn cái intro. Bây giờ các bạn quan sát thử nha. Chúng ta lấy cái câu này để làm intro luôn. Nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Đó, bạn rõ ràng đó, tèo lấy cái câu này và áp dụng vào để soạn cho intro của cái bài Nỗi Đau Muộn Màng đó các bạn. Hoặc chúng ta làm cái ending của bài này cũng được. Ví dụ như ca sĩ hát xong bài này tới đoạn ending, chúng ta có thể rải câu này nè, làm 4 đôi nhịp thôi để mình kết bài cũng được. Giờ thử các bạn ha, làm cái đoạn ending của bài Nỗi Đau Muộn Màng thử ha. Lấy cái đoạn câu piano nè để làm đoạn ending nè. Đó bạn, mình có thể làm cái đoạn ending cũng được. Hoặc nếu mà dài quá, các bạn rải hai lần cái câu này thôi rồi mình kết cũng được. Rải hai lần của la thứ thôi mình kết. Đó bạn, mình có thể làm ending như vậy để mình kết các bạn ha. Quá hay các bạn ơi, một cái câu hết sức đơn giản thôi mình áp dụng cho bài hát cực kỳ hay. Rồi ví dụ như hôm nào đi đệm, ví dụ bài Biển Cạn đi. Có người từ lâu nhớ thương biển á. Ngày xưa biển xanh đâu như bây giờ, biển là hoang vắng. Rồi, ví dụ hôm nào mình đi đệm bài Biển Cạn đi. Các bạn lấy cái câu này mình áp dụng vô để mình soạn intro cũng được các bạn, hoặc đánh đoạn ending cũng được. Bây giờ mình áp dụng vô thử intro nha, bài Biển Cạn thử ha. Rồi, tao chọn tiếng saxophone nha. Tiếng saxophone số 6 nè, bây giờ lấy tiếng piano trước. Mình lấy cái câu này để soạn intro cho bài Biển Cạn thử nha. Tao lấy cái câu piano đó để soạn intro cho cái bài Biển Cạn cũng được các bạn ha. Quá hay các bạn ơi, hết sức đơn giản thôi mà áp dụng nó vào hết sức là nhiều bài như vậy. Còn rất nhiều bài khác cũng vậy các bạn. Các bạn cứ nhớ bài nào mà cái phong cách nó giống 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 như vậy, chúng ta lấy cái đoạn intro này, cái đoạn piano này
áp dụng vô để mình soạn cho bài cho bạn các bạn ha. Tèo vừa chia sẻ các bạn một cái câu piano vừa làm cái bài luyện ngón nè, vừa là cái câu để mình đệm trong đệm hát, vừa là một cái câu để mình soạn intro ending của bài, hết sức hay các bạn ha. Đơn giản thôi nhưng mà hiệu quả. Mong rằng các bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tập đàn và chơi nhạc mỗi ngày một tiến bộ hơn. Nếu trong lúc tập luyện các bạn còn có điều gì mà khó khăn thắc mắc á, các bạn cứ để phần bình luận phía dưới video, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn cần tìm hiểu kỹ năng gì hay bài hát gì đó, cứ để phần bình luận luôn nha, Tèo sẽ chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ hôm nay bổ ích, các bạn nhớ cho Tèo một like với nha, rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn các bạn ơi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.